Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tin tức thời tiết ngày hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Bắc Bộ có mưa, mưa rào, ở Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Thưa quý vị, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự báo hôm nay vào ngày 2 tháng 11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Ở Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Hà Nội có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 1. Ở phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây, mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22°C, khu vực Tây Bắc có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26°C, có nơi trên 26°C. Ở phía Đông Bắc Bộ có nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25°C. Từ tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24°C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28°C, có nơi trên 28°C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C. Ở các tỉnh Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21°C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31°C, có nơi trên 31°C. Ở Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C. Ở Hà Nội có nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22°C, nhiệt độ cao nhất từ 23-25°C. Tin tức thời tiết hôm nay ngày 2 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh, buổi sáng có nhiều mây, trời oi nóng nhưng dịu nắng. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 25-33°C, lượng tia UV ở mức trung bình, gió cấp 1, vận tốc khoảng từ 7-11 km/h, gió hướng đông bắc, độ ẩm trung bình là 73%. Buổi chiều trời nhiều mây, mật độ mây trung bình khoảng 89%, nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng từ 29-34°C, cuối chiều nhiều mây, độ ẩm trung bình là 59%, gió tăng vận tốc khoảng từ 11-13 km/h, gió hướng đông đông nam. Buổi tối và đêm trời quang mây, càng về khuya mật độ mây càng tăng dần. Nhiệt độ khoảng từ 27-28°C, độ ẩm trung bình là 82%, gió vận tốc từ 7-13 km/h, hướng đông đông nam. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Những thông tin mới nhất về dự báo thời tiết, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị vào bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.